cái bánh gai mình hấp xong bây giờ nó nguội rồi nè các bạn. Bây giờ để mình cắt ra ăn cho các bạn xem nha. Khi mình làm bằng cái lá gai thiệt đó các bạn thì cái màu nó ra như vậy thôi. Các bạn thấy ở trong à, những cái cục mứt bí nè các bạn đó. Mình cắt cái mứt bí mà mình cắt to đó thì khi mình ăn á, thì nó có sực sực giòn giòn của mứt bí rất là ngon các bạn. Cái này ông xã rất là thích. Mình thì mình làm bánh ngọt, làm đồ ngọt mình ít có ăn lắm, mình không thích ăn ngọt các bạn, còn ông xã thì thích ăn ngọt lắm. Các bạn thấy cái vỏ bánh nè, nó cũng không có cái bột nó không có nhiều các bạn. Đó. Cái độ ngọt nó rất là vừa các bạn. Cái cục mứt bí à. Thì cái hình bìa đó mình sẽ để cái hình bìa là hai cái bánh, một cái bánh là mình làm bằng cái bột gai, cái bột lá gai. Còn một cái nữa là cái này là mình làm bằng cái lá gai đó, để các bạn thấy là cái bột lá gai với lại cái lá gai đó, nó rất là khác nhau. Tại vì cái bột lá gai thì mình không biết, khi mà mình mua cái bột á thì cái bột người ta bỏ cái gì vô đó mà nó đen mung như than luôn á các bạn. Thành ra mình thấy thôi mình làm cái lá gai ăn cho nó bảo đảm. Mình cảm ơn các bạn nha. Mời các bạn cùng vào bếp để làm bánh gai với mình nha. Các bạn ơi, bây giờ mình pha cái nước để mà mình chuẩn bị mình làm bánh gai. Thì cái món này của mình nó cũng hơi nhiều qua nhiều công đoạn một chút xíu nha các bạn. Mong là các bạn thông cảm. Hơn nữa là mình làm cái món này mình không làm bằng cái bột lá gai các bạn, mà mình làm từ lá gai. Đây là cái lá gai khô. Bây giờ trước nhất là mình phải bóp cái lá gai này ra. Tại vì khi mà mình nấu rồi đó, mình luộc lên rồi nó rất là dai. Bây giờ mình bóp nó ra rồi mình luộc các bạn. Mình luộc thì lá gai thì khoảng bao nhiêu đây thôi các bạn. Nó rất là nhẹ nhưng mà nó trong đây nó rất là nhiều cái lá. Lá gai này là mình đi về Việt Nam á là mình mua đó các bạn. Đó. Rồi cái đường, các bạn thấy đây là cái đường tán đen. Cái đường tán đen này là mình làm cho 250 gram đường tán đen với 1,5 lít nước. Thì đây là cái dầu, đây là cái tinh dầu nước hoa bưởi đó các bạn. Nước hoa bưởi thì mình chưa có để vô cái nước đâu. Khi nào mình pha cái bột á, thì cái này tùy các bạn thôi. Các bạn thích ăn nó mùi nó nặng thì các bạn để nhiều. Các bạn thích ăn cái mùi nó nhẹ thì các bạn để ít thôi, cái này không thành vấn đề. Nhưng mà cái lá gai này đó là mình đặc biệt là mình gói bằng lá chuối khô. Các bạn thấy đây là lá chuối khô. Ở bên đây thì tìm mua lá chuối khô thì không bao giờ có đâu. Thì cái này là năm 2000, đầu năm 2019 đó, mình về Việt Nam mình mang qua mười mấy kilo các bạn. 12 kilo mà các bạn biết không, đựng trong hai cái thùng thật là to. Thì bây giờ có những cái mình phải cắt bớt nha các bạn, tại vì nó pha pha cái làm cái nước pha rồi bột rồi nhân bánh này kia nó qua nhiều cái công đoạn lắm, thành ra mình bây giờ là mình bớt cái này ra rồi mình rửa cho sạch rồi mình đi nấu. Mình nấu xong rồi mình mới lường là 1,5 lít nước nha các bạn. Bây giờ cái nước pha cho cái bột bánh ít lá gai mình đã luộc cái lá gai rồi các bạn. Mình luộc rồi mình bỏ vô cái máy mình xay ra, nhưng mà cái lá gai khi mình luộc lên đó thì nó rất là dai. Mình xay ra cho nó tăng thêm cái mùi lá gai thôi chứ nó không có nhuyễn được nha các bạn. Thì bây giờ các bạn thấy cái này là mình nấu với lại đường tán đen đó, thì các bạn thấy cái màu nó ra như nó không có ra đen, thật là đen giống như là cái bột lá gai đâu các bạn. Cái bột lá gai á, thì khi người ta làm á, chắc người ta cũng có bỏ cái màu vô đó. Thì
cho 1,5 lít nước này á, thì mình bỏ đây, các bạn thấy đây là cái step bun này nó thì 1/8 màu xanh, rồi nó bằng 7 giọt các bạn, rồi 7 giọt màu xanh, 7 giọt màu đỏ thì mình pha lại thì nó sẽ ra màu đen. Màu đen thì mình mới pha vô đây, mình không cần phải pha nhiều, mà nếu các bạn muốn cho cái bột nó đen tuyền luôn thì các bạn có thể pha thêm màu được, cũng được không sao. Nhưng mà ở nhà mình ăn đó, thành ra mình cũng không có muốn là làm cái màu nó đen quá. Nếu mà càng đen á, thì mình sẽ bỏ càng nhiều màu. Thì khi các bạn thấy cái nước này đó, nhưng mà khi mình pha vô, mình trộn vô cái bột rồi đó thì nó sẽ lợt hơn các bạn. Đây là cái phần nước mình đã xong. 750 g đậu xanh, thì đường á, 1,5 cup đường, bột bánh dẻo nửa cup, dầu ăn nửa cup, muối thì nửa muỗng cà phê muối các bạn. Còn cái đây là cái nước nước hoa bưởi. Nước hoa bưởi là cũng tùy theo các bạn thôi. Mình thì mình làm bao nhiêu đây thì mình bỏ từ 2,5 muỗng cho tới 3 muỗng cà phê. 3 muỗng cà phê nước hoa bưởi. Đó. Còn đây là mứt bí, đây là 400 g mứt bí đó các bạn. Bây giờ là vào cái dịp Tết đó, thì ngoài chợ nó có bán mứt bí. Còn nếu mà nó mình làm những cái lúc mà nó không có ở chợ, nó không có bán mứt bí đó, thì mình ở nhà mình phải làm mứt bí, tại vì ông xã ổng ăn ổng cũng thích cái nhân mứt bí các bạn. Nhưng mà mứt bí không cắt to các bạn, nếu mà mình cắt không cắt nhuyễn, sorry các bạn. Nếu mà mình cắt nhuyễn quá, khi mình hấp lên đó là mình ăn nó không có sừng sực của cái miếng mứt bí, thành ra mứt bí phải cắt rất là to. Đó. Đậu mình ngâm đã được 2 tiếng rồi, bây giờ mình vo sạch đó rồi mình nấu nè các bạn thấy ở trong cái nồi á là cái nước mình không có đổ nhiều, mình chỉ đổ xăm xắp nước ở trên mặt thôi. Đó, thì bây giờ mình nấu cái đậu này thì mình để lửa nhỏ, mà ở dưới đây thì mình có lót cái dĩ đây cho nó đừng có bị khét cái đít đó các bạn. Đó. Thì mình đậy cái nắp này lại các bạn. Rồi mình bỏ muối vô. Thì mình để cho nó sôi, mình mở lửa lớn, mình để cho nó sôi á các bạn. Khi mà nó sôi á thì mình sẽ đậy nắp lại, ở mình sẽ mở lửa, mình đậy nắp và mình mở cái lửa cho thật là nhỏ, thì cái hơi nóng á, cái nắp này nó kín đó các bạn, rồi cái hơi nóng á thì nó sẽ chín cái, nó làm cho chín cái đậu. Cái đậu xanh mình đã nấu nó chín rồi nè các bạn. Thì mình cũng không có cần phải bỏ vô máy xay nha các bạn. Tại vì cũng không phải làm bánh trung thu hay là làm bánh dẻo gì mình không cần phải xay. Lúc nó còn nóng á, thì mình nhanh tay múc bỏ qua bên cái chảo. Cái chảo này thì một hồi mình sẽ để dầu vô mình sẽ xào cái nhân. Bây giờ cái đường á, thì mình đổ vô hết vô cái đường nè các bạn. Thì mình đổ dầu vô. Khi mình xào á, thì mình cũng để ở dưới một cái dĩ đó các bạn, cho nó đừng có cái lửa nó đừng có bám vô cái đít chảo đó thì nó sẽ dễ bị khét. Mình mở lửa, mình xào mình mở lửa thật nhỏ luôn đó, các bạn. Bây giờ cái nhân nãy giờ mình xào nó được rồi đó các bạn. Thì các bạn thấy đây là cái nước hoa bưởi 3 muỗng cà phê nè các bạn. Bây giờ mình bỏ nước hoa bưởi vô thì mình mới bỏ bột bánh dẻo vô các bạn. Khi mình bỏ bột bánh dẻo vô là mình xào cho nó đều nữa, là mình nhắc xuống được rồi, mình tắt lửa được rồi đó các bạn. Mình để cái phôn lên cái cây đặng mình rải vô mình xào cho các bạn thấy. Mình đã bỏ qua một một lớp rồi.
Mình xào như vậy là đủ rồi đó các bạn, mình bỏ bột khi mà các bạn thấy cái đậu xanh mà nó không có dính chảo như vậy là được rồi đó. Nó rất là mịn các bạn. Nó không có mịn giống như là mình làm cái nhân của bánh dẻo với bánh trung thu đâu, nhưng mà nó mịn như vậy là được rồi nè các bạn. Nó rất là thơm cái mùi hoa bưởi. Rồi coi như là mình đã xong cái phần nhân rồi. Các bạn ơi, bây giờ cái đậu xanh nó nguội rồi thì bây giờ mình mới giò, mình dắt mình làm cái nhân đó các bạn. Thì các bạn thấy đây là một cái miếng đậu xanh. Cái này là mình cân 120 20 g. Các bạn thấy cái mứt bí mình cắt cục nè, cắt cục to nó vậy. Thì khi mình hấp lên đó mình ăn á thì nó mới nghe sực sực ở trong mới ngon các bạn. Thì cái mứt bí 30 gram nữa các bạn. Cái mứt bí 30 gram nữa. Thì một cái cục nhân này là 150 gram. Mình làm cái bánh này cái bánh giống như cái bánh để làm quà đó các bạn, thành ra cái bánh này mình làm to lắm. Mỗi một cục nhân là 150 gram đó các bạn. Các bạn ơi, bây giờ qua tới phần bột các bạn. Thì các bạn thấy đây là ba bịch bột nếp. Bột nếp thì mình xài hiệu nào cũng được hết đó các bạn. Mỗi một bịch bột nếp như vậy là 400 gram. Mình xài ba bọc. Bịch bột nếp, mỗi một bịch là 400 gram là 1 kg 2, là mình cho 60 gram bột năng nha các bạn. Tất nhiên là 400 gram bột nếp là 20 gram bột năng. Còn đây là cái nước pha mình đã nấu rồi, bây giờ mình múc mình đổ vô nha các bạn. Bây giờ cái bột mình đã nhồi xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình ráp ni lông lại. Sáng mai mình mới làm đó các bạn. Bây giờ là bên đây là tối rồi, sáng mai mình mới làm. Tại vì cái bột này á, các bạn biết không, khi mà nó qua tới đây rồi, khi mình mua đó thì mình không biết là người ta để bao lâu, nó cũ lắm, mình phải cần cho cái bột nó nở ra thì cái bánh nó mới ngon các bạn. Chào buổi sáng các bạn ơi, ở bên mình bây giờ là ở Canada, mình ở tỉnh Alberta, bây giờ là buổi sáng đó các bạn. Thì cái bột nếp của mình đó mình đã nhồi hồi tối này rồi, thì bây giờ là vào buổi sáng nó, thì mình pho xua mình để cho cái bột nếp nó nở đó các bạn. Tại vì mình cũng sợ là cái bột nếp nó cũ quá rồi nó mình làm liền thì cái bánh nó sẽ không ngon đó các bạn. Thành ra bây giờ các bạn nhìn thấy đây là cái nhân á, thì mình làm ngày hôm qua các bạn. Thì mỗi một cái cục nhân á thì mình cân là 150 gram. Còn cái bột này á, thì mình cân 180 gram. Thì bây giờ mình ép nó ra cho nó mỏng ra các bạn. Cái lá chuối khô á, khi mà các bạn làm lá chuối khô đó thì các bạn phải để dầu. Để dầu cho hơi nhiều hơn là lá chuối tươi. Tại vì lá chuối khô á, nó không có cái chất trơn các bạn, lá chuối tươi nó còn tươi đó thì nó sẽ trơn hơn. Thì bây giờ cái bánh này đó là nó là một nó là 330 gram đó các bạn. Thì bây giờ mình các bạn thấy đây là cái mè,
Cái mè mình cũng đã nướng cho nó hơi vàng rồi các bạn, mình không cần phải vàng lắm, nó vàng khoảng chừng 50 giờ được rồi. Thì các bạn nhúng cái bánh vô trong cái mè. Thì các bạn thấy đây, thì mình để cái bánh nó xuống với cái lá chuối mình đã trát dầu rồi đó các bạn. Thì mình dùng cái tay, các bạn dùng tay mình ép nó xuống. Mình ép nó xuống rồi, mình giờ ép, mình giờ kéo dài ra các bạn. Gói bánh gai thì nó rất là dễ, cái kiểu bánh gai nó không có phải nó nhọn cái đầu nó như là cái bánh ít của người Nam đâu. Cái lá chuối khô này khi mà mình về Việt Nam, em mình nó đi cắt cho mình nó rất là cực các bạn, tại vì vườn nhà đó thì nó sẽ không có đủ đâu. Lá chuối tươi thì nhiều nhưng mà lá chuối khô nó rất là hiếm, thì em mình nó phải đi tới những cái vườn hàng xóm nữa mà nó xin cho mình đó các bạn. Mình đem qua đây là 12 kg, mà các bạn biết là hai thùng đầy luôn đó các bạn, thì cái bánh gai nó ra là nó hình nó chữ nhật đó các bạn. Bây giờ mình đã gói xong hết rồi nè các bạn, bây giờ mình bỏ vô hấp. Nhưng mà cái này mình chưa canh được là mình hấp bao nhiêu phút nó mới chín các bạn. Lúc trước đó là mình làm ở trong cái nồi hấp kia, mà bây giờ cái chỗ hấp đó thì mình đã hấp mắm rồi, thành ra mình sợ nó hôi đó. Còn cái này là các bạn thấy đây là cái lỗ nó nhỏ xíu, cái này là cái chỗ xôi để mình làm xôi đó các bạn. Thì bây giờ mình chắc cái này là mình phải hấp 30 phút nó mới chín. Mỗi lần cái mình hấp bằng cái chỏ kia thì nó chỉ có 20 phút là nó chín rồi. Cái bánh gai mình đã hấp xong rồi nè các bạn. Mình hấp 30 phút đó. Bây giờ mình mới lấy ra nó còn nóng đó. Rồi mình chờ cho nó nguội cho nó dễ cắt á, mình sẽ cắt ra cho các bạn xem.